Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay ạ. À, chiều nay à, còn có mấy anh em đây để chuẩn bị vào lau mộ cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cô chú anh chị ơi. Đó. Lau mộ thôi, trời còn nắng dữ vậy. Trời ơi. Nắng thì mình kiếm chỗ nào mát mình lau. Trời ơi. Ừ. Cái này làm sao em? Tiên tí. Bông của mình nè. Hả? Bông bỏ chị. Mấy ngày nó nở đẹp quá trời. Để nghiên cứu coi chỗ nào dựng máy. Chỗ nào cũng nắng hết. Cái chỗ của anh nhà hả? Chỗ đây là mát nè. Hả? Cái chỗ của anh kìa. Chỗ nào cũng nắng hết rồi sao dựng máy được ta? Thôi để máy đàng hoàng lại đi. Quá nóng luôn. Còn cái gì?
Cậu Hải với cậu Niêu này á, là năm nay tiến 10 đi nha. Người làm gì? Người mà bầu bạn đi. Bầu bạn. Coi làm con mình không đủ ăn nữa, bầu bạn tiền đâu ăn. Coi bầu bạn ta mới có thêm ta năng lực dụng ta bằng ta thêm nữa. Chị có bói hả chị? Chứ Hải một mình Đức Vệ có làm không? Nó ăn xong uống số không? Ăn xong làm gì? Uống số. Quýnh số đề hả? Đánh số đánh bài không chết luôn. Coi gì mà anh sợ quýnh đề. Mà em làm không đủ ăn nữa, tiền đâu chưa quýnh đề anh. Làm trong hộ, trong ông anh ông làm với 6 người á, còn ông kia là ông cậu với quê lên sáng lên chơi á. Nắng quá trời. Ui, sao nóng vậy? Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi người sẽ yêu thú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.